Ok, xin chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại một con hẻm nhỏ ở ngày Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Trong một chuyến về chơi nhân dịp ngày 30 tháng 4, 1 năm năm 2020. Và phía sau lưng của chúng ta đó là một cái kho xưởng để những cái vật tư trồng lan của một cái shop online cũng khá là tiếng tăm và được sự cho phép của chủ. Hôm nay mình sẽ đột nhập vào cái kho này ha, để xem Thánh livestream đang livestream bán hàng online. Các bạn cùng đi theo mình nha, let's go. Ở bên ngoài nhìn vô mà thấy cái xưởng khá là rộng. Mình sẽ từ từ mình tiến vào bên trong. Đồ đạc rất là nhiều ha, vật tư trồng lan. Mình sẽ đi tìm hiểu từng món một. Cái gì vàng vàng á, cái lưới nè để lót mấy cái vỏ lan mấy bạn ơi. Bên đây cũng rất là nhiều nè, những cái gì đây? Này bằng nhựa. Cái này là gì ta? Cực dê. Cực dê. Bên đây được như người chủ người ta giới thiệu, đây là hàng đóng gói sẵn để ngày mai xe tới lấy đi. Nhiều quá, đi rất là nhiều. Các cái vỏ chậu lan để đây nè, người chủ người ta lấy ra để làm mẫu cho khách người ta coi. Đủ thứ hết trơn, lớn nhỏ. Cây sắt là gì đây? Đó, cái vỏ gì nhỏ xíu xíu, nhiều lắm, quá trời quá đất luôn. Trời hơi tối ở trên đây, không có bóng đèn nên chất lượng hình ảnh không được tốt. Như người chủ nói là cái chậu này là thuộc loại chậu cứng cáp nhất này. Cái này mình cầm thấy nặng tay dữ, chắc phải tới cả ký luôn. Xe của người ta đang tới để lấy hàng, người ta đánh luôn cái xe tải tới để lấy hàng về. Khách đang mua nùm nượp, ngày nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy, không lúc nào mà ở đây mà vắng người hết. Ở đây luôn tấp nập khách ra vào để mà mua hàng. Giới thiệu qua cho các bạn vậy thôi. Bây giờ vấn đề chính chúng ta sẽ đi tới ở đây là sẽ đột nhập Thánh livestream. Phi 26 9.000, phi 30 14.000, phi 35 18.000. Ai có nhu cầu xỉ thì bên em xỉ nguyên bao, bên em xỉ từ một bao nhé. Ai có nhu cầu xỉ thì là liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin cho em. Như những gì mình thấy phía sau lưng đó là Thánh livestream của chúng ta đang livestream để bán vỏ lan. Và được sự cho phép của người chủ thì mình đã đi đảo một vòng quanh cái kho, với lại quay Thánh livestream đang làm việc bán hàng với rất nhiều máy điện thoại. Và mọi người ở đây ai cũng bận rộn làm việc cho nên mình không thể bắt chuyện được. Cho nên mình chỉ quay cho các bạn coi vậy thôi. Trước khi ra về thì người chủ cũng tặng mình mấy cái vỏ lan nè, đem về làm kỷ niệm. Nhưng mà mình ở phòng trọ, mình không có trồng lan cho nên mình đem về mình tặng một số bà con, bạn bè ha. Rồi video của mình xin được kết thúc tại đây. Ai đang xem live thì chị cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.